thống bệnh viện Hồng Hộ của chúng tôi. Với mong muốn là đây là một dịch vụ số 1 cho đồng hồ chính hãng, thì trường Omega và cùng anh em trong hệ thống bệnh viện Hồng Hộ mở thêm một cái cơ sở tại đây là 367 Nguyễn Oanh, để với mong muốn là khách hàng của Hồ Chí Minh có thể trải nghiệm được những cái dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ mà bệnh viện Hồng Hộ mang lại. Đây cũng là lần đầu tiên mà bệnh viện Hồng Hộ kết hợp với hệ thống bán đồng hồ chính hãng Tông Quắc, với mong muốn mang lại cái dịch vụ cho những người đã sử dụng và đang sử dụng và sẽ sử dụng những chiếc đồng hồ mà hệ thống đồng hồ chính hãng Tông Quắc mang lại, thì các bạn hoàn toàn yên tâm về những cái dịch vụ chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn. Trên hết, đây là một cái sự đánh dấu sự phát triển mạnh hơn nữa với cùng hệ thống song hành sau này trong toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, chúng tôi sẽ có điểm nhấn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, và cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất với khách hàng. Mong khách hàng sẽ luôn luôn song hành với chúng tôi, Tốt Quắc và Bệnh viện Đồng Hồ.